Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng các đặt lịch livestream. Thì có rất nhiều fanpage có cái nhu cầu để là đặt lịch livestream hàng ngày hoặc là một ngày hai lần, một cùng một video vào một khung giờ nhất định. Thì đây là cái tính năng để mà làm việc đấy. Thì đầu tiên các bạn chọn video như bình thường. Hài kịch của Hoài Linh. Các bạn copy link, tiếp tục và thêm link như bình thường. Các bạn chọn các thông số và cài đặt như bình thường. Sau đó nhấn tiếp tục. Thì ở đây các bạn chọn định kỳ, hẹn giờ, tức là các bạn sẽ livestream một lần vào trong khoảng 4 tiếng cách thời điểm hiện tại, tức là các bạn muốn đặt lịch 1 tiếng nữa sẽ livestream hoặc 2 tiếng nữa hoặc 3 tiếng nữa trong phạm vi 4 tiếng thì các bạn chọn mục hẹn giờ. Còn để livestream hàng ngày vào cùng một khung giờ nhất định thì các bạn chọn mục định kỳ. Thì ở đây các bạn sẽ có hai cái mục, đấy là tạo lịch phát định kỳ. Thì các bạn click vào đây. Đây là những cái lịch mà mình đã cài đặt sẵn. Các bạn chọn mục tạo lịch phát định kỳ. Các bạn chọn tạo lịch mới. Ở đây các bạn đặt cái tiêu đề cho nó để mà dễ nhớ. Phát vào thứ tư chẳng hạn. Các bạn chọn thứ tư. Hoặc là các bạn có thể chọn nhiều ngày khác nhau, ví dụ cách ngày livestream một lần hoặc là từ đầu đến cuối ngày nào cũng livestream. Sau đó các bạn chọn giờ đăng. Các bạn chọn ví dụ như là 9 giờ sáng chẳng hạn, 09:00 AM buổi sáng. Các bạn cũng có thể đăng chọn nhiều khung giờ khác nhau trong ngày. Còn múi giờ thì Việt Nam là GMT+7. Các bạn điền cái câu status thì các bạn điền xem stream của mình nhé, hoặc là tùy các bạn. Đấy, sau khi lưu lại thì các bạn sẽ có một cái lịch phát giống như ở đây như thế này. Thì sau khi đã cài đặt xong lịch phát thì các bạn quay lại cái ô livestream, các bạn nhấn tải lại thì nó sẽ tải lại cái danh sách phát ở đây và các bạn chọn cái lịch phát đấy và các bạn nhấn tiếp tục. Các bạn chọn nơi đăng. Tiếp tục. Các bạn nhấn tiếp tục như bình thường. Thì trạng thái của nó luôn luôn là đã dừng, bởi vì hiện nay nó sẽ không phát mà chờ đến giờ nó mới phát, đúng không ạ? Thì đấy, các bạn như thế này là các bạn đã xong rồi và hàng ngày nó sẽ tự động nó phát đúng vào cái khung giờ đấy. Nhưng các bạn cần lưu ý đấy là cái lịch phát này sẽ sử dụng cái tài khoản Facebook mà các bạn đã thêm vào trong cái GoStream. Cho nên những cái thay đổi, ví dụ như là các bạn đổi mật khẩu Facebook chẳng hạn, thì cũng sẽ làm cho cái liên kết đấy nó bị mất, do đó là sẽ không phát được nữa. Nên các bạn khi các bạn đổi mật khẩu Facebook hoặc là bị checkpoint gì đấy thì các bạn phải vào và add lại tài khoản Facebook và sau đó cài đặt lại cái lịch phát này. Tiếp nữa là cái việc phát này nó cũng sẽ tuân thủ theo cái gói cước mà các bạn đã mua, cho nên là tại cùng một thời điểm thì các bạn sẽ chỉ phát được đúng với cái gói cước bạn đã mua, hoặc là thời gian phát nó cũng đúng như thế. Nên các bạn chú ý cái vấn đề đấy. Mình cảm ơn.